cậu thấy sau này cái cũng bấp bênh lắm, hậu chồng gì cơm ăn đỏ gì đó nó vô nó đàn ép nó quánh đập dữ lắm. Trở về đây, hôm nay có một số hộ đang sinh sống ở trên cái vùng đất An Giang này. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của các cô chú này nha. Đây là những cái chiếc ghe, chiếc bè được đan với nhau bởi những cái thùng phi nè, những cái miếng mót nè, được đan với nhau qua năm tháng như thế này. Đây là cô chú anh chị này là người Việt Kiều hết cô bác quý anh chị. Theo chia sẻ của chị lái đò thì cái số Việt Kiều này trước đây thì có hàng trăm hộ, nhưng mà có một số hộ thì hiện nay đã được lên bờ, được có giấy lên bờ và có cuộc sống ổn định rồi. Chào cô. Dạ. Ở đây mình ghé cô này nha cô. Con chào cô nha. Mình sống ở đây có một mình hả vậy cô? Sống với con nè, dãy ghe này con thôi mà. Dãy ghe này con của cô không hả? Dạ. Cô có mấy người con? 8 đứa nè. 8 người con. Cô ở dân biển Hồ về, làm ở biển Hồ Campuchia về. Ở Campuchia mình ở Bùa Sách á. Ở đâu cô? Ở tỉnh Bùa Sách á. Tỉnh Bùa Sách ha. Dạ. Cô về đây được bao nhiêu năm rồi? Về nay năm 96 giờ. Năm 96 giờ. Dạ. Lúc đó mình đi ghe về luôn hả cô? Đi ghe về. Dạ. Cô là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Từ năm nay 6 mấy rồi. Sao tụ tưởng gà đó mà. Dạ, cô về năm 96 thì năm nay cũng hai mấy năm rồi. Dạ. Mình gia đình của mình có giấy tờ đầy đủ chưa cô? Có giấy tờ đầy đủ hả? Dạ. Nhà nước cấp rồi. Có nhà nước cấp và khu dân cư được cái nhà. Dạ. Tại sao cô không lên nhà mà cô vẫn còn sống ở đây? Ở chỉnh cũng biết mặn gì, có tiền đâu. Ở dưới này hái rau muống nè, bữa cũng kiếm nè vài chục gì đó ở nhà, rồi con thì đi bán nước đá. Vẫn có nhà trên khu dân cư nhưng dạ, có cái nhà. Nhưng mà ở trên khu dân cư thì mình không có làm cái công việc gì nên dạ, mình vẫn ở dưới này. Dạ. Trẻ trẻ thì còn đi làm hồ đồ được, cười già có mặn gì được đâu. Dạ. Đây là cô quê cười cười. Này cháu nội hay cháu ngoại? Cháu ngoại. Cháu ngoại. Còn bố nào bà? Chị đó hả? Trai á. Con trai. Nhìn dễ thương quá ha. Ba mẹ đi á. Ba mẹ đi làm hết rồi hả cô? Đi bán đá. Dạ. Lúc trước là cô ở biển Hồ là cô làm cái công việc gì hay cô ha? Làm nghề cá không? Làm nghề cá không à? Đánh lưới. Đánh lưới. Tại sao mà cô phải trôi giạt về dưới này? Cái ở rồi cái miên đỏ đó nó ăn hiếp mình quá, rồi cái ổng sợ ổng về cái này. Ăn hiếp sao hay cô hả? Nó muốn quánh mình, quánh nó muốn đồ đạc mình, muốn lấy gì đó. Dạ. Thì chú sợ quá. Chưa sợ rồi chú về này, đi về với này. À, chú bây giờ ở đâu hay cô hả? Ông mất rồi, ông mất cũng mấy năm rồi. Giờ đây chú mới mất. Ông bệnh ta biến 5 năm mà mới mất. Dạ. Lúc đó trên đó mình đánh bắt được nhiều không cô? Lúc trước nhiều lắm, nhiều lắm. Sau này cũng ít, lúc về nữa ít rồi. Như biển nó ít cá mặn quá rồi nó. Biển cạn, không phải sâu như biển mình thế này. Dạ. Biển Hồ nó cạn lại. Tháng 3, tháng 4 mình đứng ngang đây với này nửa biển á. Dạ. Về đây cô nhớ lại trên đó không? Cô nhớ lại trên công chi không cô? Cũng còn nhớ vậy đó. Dạ. Cô bây giờ nói chuyện tiếng Khmer cũng gành hả? Tôi biết ít số thôi, có ổng không biết nhiều. Dạ. Như là, như ở ngay cái ấp
này vậy đó. Mình ở ấp Việt Nam mình thăm vậy đó, còn miền Campuchia ở trong vậy đó, ít vô mua bán với nó là ít biết. Mình đánh bắt rồi mình bán lại cho người Campuchia. Campuchia có, Việt có. Dạ. Mấy người chạy trong lạnh rồi đó. Mua. Lúc cô về thì các cô chú đồ về đông không cô? Cô về cũng mai, mạnh ai tự túc mới đi á, mướn tàu vòng về. Dạ. Chứ họ không có đưa về. Cô về trên đó xuống đây tại sao cô lại chọn cái chỗ này cô ở? Xuống ra có người em ở dưới này nè, xuống đây cái ở tạm trú ở đây. Quê gốc của cô là ở đâu? Ở đó thì ở chảnh á, âm cố sơ gì ở đâu ở lên chảnh rồi cái thanh nó chảnh. Dạ, có nghĩa là ông bà của cô thì ở trên đó luôn. Ừ. Sau này thì cô được sanh ra ở trên đó. Ở đó luôn. Dạ. Vì sau này thì biển hồ đánh bắt ít lại, với lại người Campuchia nhiều khi họ làm đàn áp mình hả cô? Đối với cô thì cái kỷ niệm gì mà cô nhớ nhất về cái vùng đất Campuchia mà lúc mà cô đánh bắt ở trên đó? Cũng lâu lâu cũng còn nhớ nhắc lại. Cô nhớ lại cái kỷ niệm gì nhất? Nhớ lại mình còn cá đồ đó được nhiều vậy đó. Năm bảy tám mấy cá nhiều lắm. Dạ. Rồi sau này hết cá. Gì cơ? Cô sau này có dự định quay trở lại trên đó nữa không? Không đâu. Ở đây thế là có gì ăn nấy không vậy nữa. Dạ. Ủa, cô đây giỡn hơi. Bây giờ là cô về đây là cô giữ cháu. Cháu chợ mướn rồi cho mướn giờ ế quá cái đi bán đá. Dạ. Là có nghĩa là cô là từ nhỏ đến lớn là cô cứ sống trên ghe như thế này thôi. Sống trên biển, trên ghe cũng ghe gì nè. Dạ. Ở sông nước hoài vậy đó. Hiện nay thì cô chú mà còn ở trên đó nhiều không hay cô ha? Bây giờ về cũng hết. Về cũng hết. Về bên miệt bệnh á, mẹ cũng tàn gì bệnh á. Ừ. Ở đây thì cái lúc trước thì con nghe cái chị lái đò nói là lúc trước là cái khu xóm của mình là rất là nhiều cô chú về hả cô? Phải rồi, nhiều lắm. Bây giờ cũng đã được lên bờ hết rồi. Lên bờ hết rồi, người đi đầu này đầu kia cũng có. Cô về đây bao nhiêu năm thì được cấp giấy tờ? Về thì cho tạm trú. Dạ. Tạm trú cái từ từ có T3 gì đó. Dạ. Rồi cái cũng biết mấy thì tôi không có gánh cái vụ năm này. Cũng là 5-6 năm mà cho cái được cái nhà đó. Dạ. Thì cho đất mình cắt nhà ơn. À. Rồi còn trong gia đình bốn mẹ con này mà được có một cái nhà. Bốn gia đình. Dạ. Kêu cô hả? Lúc trước là dân người Việt mình là ở trên biển hồ rất là nhiều hả cô? Nhiều lắm. Ở dòng biển hết trơn. Chỗ nào cũng có. Chỗ nào cũng có. Toàn người là người Việt thôi. Nhiều Việt ở chung với Campuchia mình vậy đó. Bạn của cô thì đi theo đoàn để về ở trên cái An Giang này thôi hay còn những cái vùng khác đó cô? Ở tỉnh mình á. Ở Campuchia hả? Về đây nè. Về đây. Về đây ở đây rồi đi về lên khu dân cư rồi có cái số cũng đi về bển. Đám mà bà con bên ổng rồi đi về bên miền Đồng Tràng bên đây. Dòng nghèo là ở đâu cô? Không biết tôi kêu Đồng Tràng với đâu ở miền bển á. Dạ. Chia sẻ với cô bác anh chị là cô thì từ nhỏ là được sinh ra ở Campuchia. Dạ. Khi mà đến đến đời của cô á thì cái việc mà đánh bắt không có nè, vì khó khăn về nước bạn nên cô phải trôi dạt về dưới đây. Dạ. Coi như là suốt cuộc đời của cô là cứ sống ở trên cái chiếc ghe này chồng chền như thế này à. Dạ. Đây là cái không gian của nhà cô nè cô bác quý vị đó. Cái thuyền cái chiếc xuồng này là bao nhiêu người ở con? Cha mẹ với thằng này nè với cô là ba người. Ba người. Dạ. Nói chung là mình ở trong độ tuổi lao động hết rồi nên là nữ là cũng kinh tế cũng tạm ổn hả cô ha. Dạ.
Lúc trước phải chú không, tôi còn nhớ chú gì đó. Lại cho tiền đưa cho ở với cái bè à. Con hả? Rồi nghe phải chú gì? Chú tên gì nè? Con Bùi Hồ. Tôi nghe chú bệnh tôi giới rất rồi. Chú Phong. Chú Phong hả? Dạ. Phong Bùi. Mấy nhóm bị bệnh gì đó. Nghe mấy đứa nó coi đó. Rồi tôi nói trời giá cho chú tay qua nặng khỏi. Cô biết hả cô? Biết, có lại cho tiền tôi. À, con với lại Phong Bụi. Lợn lằn cái gì vậy? Tụi chú nào cũng lợn lằn hay gì chú nào lợn nữa không? Không có nhớ mặt. Dạ. Nay con ghé thăm gia đình mình để nghe cô kể lại về cái cuộc sống ở Campuchia. Đây, lì xì. Lì xì lấy đi. Nó hốt vô. Nó sắc cầu phi ấy vậy. Tết này thì mình ăn Tết sao cô? Tết cũng gì đó. Có cái nhà khu cư á, về chợ nấu mâm cơm cúng gì á. Dạ. Bữa mùng 4 đi xuống dưới này lại. Dạ. Ồ. Mình có gói bánh tét gì không cô? Không, mấy hôm trước gói, giờ không gói. Dạ. Nè, cô cho một trường bú nè, mâm vô. Đây là chiếc ghe, chiếc xuồng của cô nè, đúng không cô? Xuồng vớt đồ mũ. Vớt đồ mũ của cô á. Cái xuồng nè, bên đó có xuồng này của thằng kia. Vớt những cái lon Pepsi, lon nước ngọt. Mũ này cái vớt. Ôi bé khóc quá trời rồi. Bé ôi nhận lì xì mà khóc. Lì xì mà con ôi. Cái này là rau muống, này là cô hái hả? Hái cho cái người chạy bán cá đó. Dạ. Một bó như thế này là nhiêu tiền? Ngàn rưỡi. Cô hái sáng giờ luôn hả? Hái chiều hôm qua. Chiều qua giờ được mấy bó con? Hái là có 10 bó. 10 bó là được 15 ngàn. Ồ. Đủ tiền mua cơm rồi. Mua gạo rồi. Được lít gạo. Chiều qua giờ mình hái lật ra gì xong là 1.500. Muốn này nó ngon. À cho chị kia bán bún cá đâu hả? Có bán tà, bán cá rau cải. Dạ. Chạy ra đây nè, có cái ghe chạy nè. Dạ. Để chị kia đi bán cho các cô chú buôn bán ở trên này. Bán cho mấy người ghe người ta mua ăn nè. Giờ muốn này cô hái ở đâu? Đó, chỗ đó. Trong kia hả? À, chỗ đó chỗ cô trồng đó. Cô trồng luôn? À. À giờ có 1.500 hả? Có 1.500 hả? Hái nè cô lật coi nè. Gọn gàng sạch đẹp kia. Bởi vì thấy cái cuộc sống của cô chú anh chị mới thấy được cái sự khó khăn. Cũng sống đắp đổi qua ngày vậy đi. Ngày nào nhờ ngày nấy. Cô có thể kể cho con nghe về cái cuộc sống của mình khi ở Campuchia được không? Được, lúc Campuchia mà nhỏ đã lớn lên thì cũng bằng nghề cá. Rồi cái sau này cái cũng bấp bênh lắm, hậu chồng gì cơm ăn đỏ gì đó nó vô nó đàn ép nó quánh đập dữ lắm. Rồi khổ một cặp đó với 81 này trở lại có gì bộ đội Việt Nam mình lên trển đánh cá đó, cái đi lên chung ở trển làm cá trúng lắm. Trúng lắm, cái sau này ít cá lợi rồi chứ nó quánh lộn nhau hoài, ổng sợ đi về cái này ở dưới này, ngay ở này mới về rồi. Bằng cũng ổn định rồi sau này cái bắt bên đó. Lúc trước rồi ghe đi mua bán nhiều lắm, ghe dừa lột dừa dữ dằn luôn, cả chục dừa vậy đó. Rồi mua vỏ dừa bán lại 100 vậy là 2-3 ngàn vậy đó. Hôm bữa lấy 90 thiên vậy, vỏ dừa. Rồi ngày lấy dừa Bến Tre cái không có vỏ nữa, dừa hộp không. Cô thì có mong muốn gì không? Có mong muốn gì đây? Giờ mong muốn sao mà trả hết nợ, về nghỉ cho khỏe.
Ồ, thiếu nợ nữa cô. Thiếu nợ mặn không được rồi mượn, mượn tiền đứng tiền góp nhiều người ta. 20 triệu góp ngày 200 ngàn. Ôi, 20 triệu góp ngày 200 ngàn. Ghê vậy. Chung với cái gia tràng nhỏ này nè, mẹ nhỏ này nè. Chứ như cô này nè, thím này nè, thím biết nhờ cô chúng nhau đây nè, biết cái gốc đó là trả mất trừ gốc luôn hay là sao cô? Trừ gốc 20 triệu đó là gốc ra 30. À gốc mấy tháng? 5 tháng. Đây là 10 triệu á cô. Ừ. 5 tháng là 10 triệu. Ừ. Chỗ này gốc mắc quá. Mấy đây nè, mấy đứa này lời mà mình cũng có số tiền mình sắm ghe sắm này mặn sắm. Mượn trước tại trả sao? Ừ. Không có người ta cho mượn thì mình không có tiền làm. Đó, cũng nhờ người ta. Ở cậu này mượn ngự, mượn hết mượn. Không có ai mà có tiền nhà đâu. Mấy người cho tài giàu. Xuống ngồi mắt chớp chớp một cái chuyện lát. Có khi nào cô muốn lên nhà luôn không? Nghĩ làm dưới này hả? Cũng muốn chứ, nợ hơi gắn làm trả hết nợ là đi về nhà ở. Dạ. Ở đây sinh hoạt điện nước đồ là nước sông. Nước sông. Còn điện cô? Điện thì năng lượng đó. Dạ. Mua ghe này người ta cho nguyên năng lượng nè. Dạ. Xài vậy đó mà bà hậu có điện bầu không? Trời ơi. Sống ở dưới này quen lên bờ chắc buồn hả cô ha? Ừ, chấm sông nước từ nào giờ quen rồi. Cũng vậy thôi. Rồi mưa gió tạt dữ không cô? Ừ. Lời qua ghe đỡ lúc trước cái bè ướt hết trơn. Cái thằng nhỏ này nó thấy trong trời á, sửa sang trong mưa cây ngoài đốt nhang đi. Sợ chị dông. Bây giờ nó chờ chuyển thành nó kêu rồi đó. Dạ. Ừ. Đây là cháu ngoại luôn. Cháu ngoại anh thằng đó đó. Dạ. Anh em đó. Còn thằng đó bên đó thằng trai. Rồi bên đây hai đứa gái nè chị nữa. Dạ. À. Ở đó có ở nhà không cô? Đi giờ đi bán đá. Ở đây là cái ngôi nhà của con của cô nè. Nhà con. Dạ. Ở đây là những cái chiếc ghe như thế này là cũng là các anh chị cô chú là người Việt kiều Campuchia luôn. Thì đa số là các cô chú anh chị đã quen với lại cái cuộc sống trên sông nước như thế này rồi. Thì rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác anh chị những cái điều gì đó về các cô chú là Việt kiều Campuchia hồi hương về nước và cái cuộc cũng như là cái cuộc sống ở biển hồ là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau nha. Ha ha ha.